Những công dụng sức khỏe của cây diệp hạ châu mà bạn có thể không ngờ tới. Lợi tiểu hỗ trợ điều trị sỏi thận và sỏi mật. Người dân một số nước ở Nam Mỹ còn đặt tên cho loại cây này là cây tán sỏi. Còn ở Việt Nam mình thì có tên gọi khác là cây chó đẻ. Nhưng mà nó có một cái tên đẹp hơn là cây diệp hạ châu. Các bạn thấy những cái phía dưới cái lá nó có những cái hạt hạt á, giống như là hạt châu vậy ha. Đấy. Thì theo các nhà khoa học á, loại cây này có chứa alkaloid, đây là một hoạt chất có thể giúp chống co thắt cơ vân, cơ trơn, do đó khá là hiệu quả trong việc điều trị các bệnh về sỏi thận và sỏi mật. Thứ hai là nó sẽ giải độc, diệt khuẩn, chống viêm. Rất nhiều quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ đã sử dụng loại cây này để điều trị mụn nhọt, trị rắn cắn, nhiễm giun sán. Ở một số quốc gia khác thì người dân còn dùng cây chó đẻ để chữa viêm đường tiết niệu, viêm nhiễm vùng kín, bệnh lậu, giang mai, hỗ trợ hoạt động các hệ miễn dịch, có tính kháng khuẩn và chống viêm loét dạ dày. Một số nghiên cứu cho rằng các thành phần trong diệp hạ châu có tính kháng khuẩn tốt, nhất là những vi khuẩn trong đường tiêu hóa, trong đó bao gồm vi khuẩn HB, một loại vi khuẩn phổ biến gây dạ dày. Tác dụng giảm đau. Trong diệp hạ châu có chứa axit gallic và hỗn hợp sterol nên nó có tác dụng giảm đau rất là hiệu quả, thậm chí nó còn có tác dụng mạnh hơn cả morphine. Hạ đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh gút bằng cách giúp đào thải một cách dễ dàng các axit uric ra ngoài cơ thể và giúp cải thiện triệu chứng của người bệnh. Có tác dụng phòng chống ung thư chẳng hạn như là ung thư phổi hay ung thư vú nhờ có chứa polyphenol, một hoạt chất có thể ngăn ngừa sự xâm nhập của các tế bào, giúp thư giãn các mạch máu và điều hòa huyết áp, bảo vệ gan. Thành phần trong diệp hạ châu là philanthin và hypophyllanthin, hay còn gọi là chất đắng. Nó có tác dụng giải độc gan, đồng thời tăng cường chức năng gan, rất phù hợp với những đối tượng đang bị suy giảm chức năng gan. Và đây là cũng một trong những chất mà nó có tác dụng bảo vệ gan hiệu quả. Bên cạnh đó thì loại cây này còn giúp cho cơ thể gia tăng lượng glutathione, giúp tăng cường sức khỏe của gan. Đây là hợp chất bảo vệ gan thường bị thiếu hụt ở những người mà thường xuyên sử dụng rượu bia. Và một số bài thuốc từ cây diệp hạ châu. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc tiêu độc giảm đau. Cách thực hiện rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần rửa sạch diệp hạ châu, sau đó để ráo và cho vào giã cùng với một ít muối. Sử dụng hỗn hợp đã tạo ra, đắp lên vùng vết thương hoặc những nốt mụn nhọt để giảm đau và tiêu độc. Điều trị viêm đường tiết niệu. Với bài thuốc này thì các bạn cần chuẩn bị 1 gram diệp hạ châu, 2 gram nhỏ nòi và 1 gram xuyên tâm liên. Cách thực hiện, đầu tiên chúng ta rửa sạch các nguyên liệu và phơi khô dưới bóng râm. Sau đó sắc lấy nước uống và chỉ nên uống trong ngày, không để qua đêm. Bài thuốc điều trị viêm gan, vàng da. Bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu như diệp hạ châu, nhân trần, chi tử, hạ khô thảo, xài hồ và sắc uống trong ngày. Nên kiên trì uống trong 3 tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Một số lưu ý khi sử dụng diệp hạ châu. Mặc dù những thành phần của diệp hạ châu rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi chúng ta sử dụng thì người bệnh cũng cần lưu ý một số vấn đề như sau. Một số tác dụng không mong muốn khi sử dụng diệp hạ châu như là đau bụng đi ngoài, đau khi đi tiểu, đầy bụng, buồn nôn, hạ đường huyết. Do đó các bạn nên cẩn trọng nếu đang sử dụng các loại thuốc hạ huyết áp. Tương tác thuốc, diệp hạ châu cũng có thể tương tác với một số loại dược liệu, các loại thuốc hoặc một số thực phẩm chức năng khác. Một số trường hợp chúng ta không nên sử dụng diệp hạ châu là phụ nữ đang có thai và trẻ nhỏ dưới 12 tuổi. Bên cạnh đó, nếu trong quá trình sử dụng gặp phải những bất thường, chúng ta nên thông báo sớm đến các bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời. Tuy là một loại cây mộc hoang, nhưng diệp hạ châu lại chứa rất nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Những công dụng điều trị bệnh và bài thuốc trên là chúng ta mình chia sẻ với các bạn, mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn ha, có thêm một kiến thức mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.